Xin được đến với câu hỏi của khán giả Phạm Đăng Ba với số điện thoại là 0977, 3 số cuối là 320 ở tại Vũ Thư, Thái Bình. Còn điện đến chương trình, khán giả có hỏi là cây hồng xiêm của gia đình khán giả trồng được 3 năm rồi và cây thì xuất hiện những con rệp và muỗi đen ở lá và nứt quả, gây thối quả, không thu hoạch được. Khán giả đã sử dụng biện pháp là dùng thuốc trừ rệp, rắc và tưới vôi nhưng không đỡ. Xin hỏi cách xử lý hiệu quả nhất trong trường hợp này ra sao, thưa chuyên gia Đinh Văn Đức ạ? Vâng, thưa khán giả Phạm Văn Ba, đúng như thế, trên cây hồng xiêm của chúng ta thì chúng ta biết là rệp nó sẽ tấn công, nó gây hại, mà đặc biệt là rệp thì nó lại tấn công vào trên các chùm, trên các đọt non và các lá non thôi, chứ còn lá đã già, đã trưởng thành thì nó không hại nữa. Thứ hai nữa là ở trên các quả, nhất là những quả nó mới hình thành, thì rõ ràng cái cuốn quả đấy là cái nơi mà nó tập trung nhất của rệp. Mà rệp sáp thì chúng ta biết, tức là ngoài nó có phủ một cái lớp sáp, ngay cả sáp vậy cũng thế, nó đều có một lớp sáp nó bao phủ bên ngoài, và chính cái lớp sáp này là nó ngăn cản cái thuốc bảo vệ thực vật của chúng ta, nó không tác động được vào nó, cho nên nó khó chết, nó khó chết. Và một điều nữa, tức là trong quá trình sinh giống thì rệp bao giờ cũng sống cộng sinh với kiến, cho nên anh thấy chỗ nào có rệp thì chỗ ấy đều có kiến bò ra bò vào, bởi vì con rệp trong quá trình sinh sống là chút cái dinh dưỡng ở trên cây trồng của chúng ta, xong đó rồi nó tiết ra cái chất mật, để cho con kiến nó ăn. Và con kiến ấy thì nó có trách nhiệm, tức là nó chăm sóc con rệp để cho con rệp nó sinh sống một cách tốt nhất. Nếu cái chỗ nào đó mà cái cành nào đó mà nó dinh dưỡng nó kém rồi thì con kiến nó sẽ tha con rệp đi chỗ khác ngay lập tức, sang cái cành mới làm sao có dinh dưỡng tốt hơn, để cho con rệp nó có đầy đủ thức ăn, và nó có đầy đủ thức ăn thì nó tiết ra chất mật cho nó được nhiều hơn, nó được nhiều chất mật nó ăn hơn. Và trong quá trình nó tiết chất mật như vậy thì chúng ta biết là con kiến nó ăn không bao giờ nó liếm hết được cả, thì bao giờ nó còn bám một lớp chất mật mỏng ở trên mặt lá và mặt trên cái chồi non ấy, ở chỗ cái vị trí nó gây hại ấy. Và đây là cái môi trường rất thuận lợi để cho nấm muỗi đen nó phát triển. Chính vì thế cho nên là anh thấy là trên cái chỗ đó thì có thấy cả nấm muỗi đen như vậy, nấm muỗi hồng như vậy. Bởi vì thế cho nên là trước hết là tôi đề nghị anh như thế này, bây giờ phải tiêu diệt rệp cái đã. Khi anh theo dõi thấy có rệp một cái thì anh phải tiêu diệt lại. Sau đó thì chúng ta sẽ vừa tiêu diệt rệp và nó cũng sẽ giảm được cái muỗi đen. Còn sau này chúng ta sẽ, một là gặp mưa, mà nếu không gặp mưa thì chúng ta sẽ dùng vòi nước, chúng ta tia mạnh lên trên tán cây, trên tán lá thì nó sẽ rửa được cái muỗi đen đó đi. Thế thì chúng ta có thể sử dụng một trong các loại thuốc trừ rệp có cái gốc, tức là abamectin, hoặc là acetamiprid, hoặc là gốc catap, hoặc là gốc imidacloprid, vân vân. Một trong các thuốc này chúng ta, nhưng nếu chỉ có dùng thuốc này không, chúng ta phun thì kết quả không cao, cho nên rằng chúng ta phải cộng thêm cái dầu khoáng bảo vệ thực vật đấy, có gốc là petroleum oil, để chúng ta mua cả dầu khoáng để chúng ta hòa vào, chúng ta thành cái hỗn hợp này thì chúng ta phun thì có hiệu quả rất là cao. Bởi vì sao? Cái dầu khoáng này nó sẽ phá được cái lớp sáp bao bôi bên ngoài con rệp đi, cho nên nước tốt của chúng ta sẽ tác động một cách rất thuận lợi và nó sẽ chết. Sau khi đã tiêu diệt xong rệp rồi nên phun 2 lần, lần thứ 2 cách lần thứ nhất khoảng 10 ngày đến 12 ngày sau thì chúng ta nên phun lại một lần nữa thì mới triệt để được, chứ phun một lần thì chưa hết được rệp đâu. Thế xong đó rồi khi đã hết rệp rồi, mà khi chúng ta phun như vậy không những chỉ rệp và nó cũng sẽ xua đuổi được cả kiến đi. Thế sau khi trừ hết rệp rồi thì lúc này chúng ta mới có thể thứ dựa ngay cái dầu khoáng này, nó sẽ làm cho cái nấm muỗi đen nó không phát triển được nữa. Và còn những cái muỗi cũ nó bám ở trên ấy, thì bây giờ nó dễ rời ra bằng cách thế này, chúng ta sẽ dùng vòi nước chúng ta tia mạnh lên trên tán cây thì như thế chúng ta rửa là nó sẽ sạch. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây, quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.